tiếp tục hành trình nguyên một ổ cốc trà Bá Lửa. Mọi người nhìn gì đây, thấy chưa? Đang ăn cái này tối nay ngồi quất nguyên vỏ cốc này, tại ngày mai muốn đi làm ăn cho nó đã. Đây gọt cốc một đống luôn, thấy không? Thấy không? Khó thấy lắm cô, nói chung là nhiều lắm, nhiều kinh khủng. Bây giờ phải gọt. Thơm cái mùi cốc, đặc trưng luôn. Ây da, trái này đang bị dập hay sao? Quá trời quá đất luôn. Uống cà phê nhiều quá nó chán ván mọi người. Xong cái giờ mình phải đi gọt cốc mình ăn, hy vọng là nó giải được. Ăn bao nhiêu trái gọt bấy nhiêu trái. Chắc mình ăn nhiều đây thôi quá. Còn tươi nó ngon nè. Để ngồi gọt xong mình ăn cốc mình qua mình kể cho mọi người nghe nha. Câu chuyện về ông Doraemon mà cười xỉu luôn. Ok, mình phải gọt nguyên đống rồi luôn nha mọi người. Ok, nào gọt xong rồi bưng qua bên kia ăn rồi kể cho mọi người nghe. Phải keo gì nha mọi người, ăn nó mới đã. Anh Trâm nó nói, nghĩ sao ăn cốc mà với mắm đường. Cái này là Việt Nam mà, cái gì cũng nước mắm hết trơn. Đi. Ta đái bậy có nhiêu đâu. Cô chú nhìn đi. Mà ba cứ đòi đánh phạt hoài, để bữa nào mẹ quay cho cô chú coi con bị phạt nha. Nước mắt lưng chồng, nằm chùm mệnh đây nè cô chú. Đó, cái tướng là ngủ dung dai nè. Nam chui vô ngủ tiếp à. Thằng Benji làm biến nè. Như đại ca vậy đó. Đồ chơi nhóc hết trơn, không chịu chơi. Bị phạt hoài luôn. Có tả có đồ không chịu đi, vô chổng. Đi bậy đi bạ, nhìn mặt nó thấy ghét không? Ngủ phải chùm mền vậy nè mới chịu. Đó, nhìn tướng đó. Dạng đó. Thôi mình đi ăn cốc. Ông vô duyên ra mọi người, ta gọt xong rồi qua ông ngồi ông ăn. Con người ông vô duyên thì sao? Ăn miếng nào đâu mà ăn, đối thường. Tôi nói thiệt, ông ăn ông không có gì với tôi đâu. Ông ăn ông dám ông ngon với tôi không? Trong khi đó tôi ngồi tôi lấy thiệt luôn, ngựa của ông. Ông có giờ ông gấp được miếng ớt lên đâu. Ông ăn ông nuốt có trôi không? Đúng rồi, đưa tôi ăn. Lúc em dưng miếng ớt ăn mới đã. Ờ, miếng ớt. Ngon, không có miếng ớt đâu ngon. Thôi ngon. Mọi người nhìn cái mặt em đi. Nó đã nó mãn nguyện. Tại trời quốc khóc quá, ông ơi. Ngon lắm. Không, bỏ miếng ớt lại đi. Có mọi người nhìn nè. Có ớt ngon. Ôi, nhưng mà nó cay. Ngon nè, nhìn nè. Đóng ăn kìa. Trời, nó ngon dữ lắm luôn. Ngon. Có ăn cốc nước mắm đường chưa? Trời, ăn đi rồi biết. Nước mắm thơm lắm. Ừ, đương nhiên rồi. Đừng nhiễu không? Nước mắm bao nhiêu cũng phải ngon ăn, rồi. Ăn nhiễu cái nào? Con nào? Mùi bay mạnh lắm. Đời nó sung sướng. Quệt miếng mắm được. Ở Mỹ mà muốn ăn cốc rồi. Vâng. Trời, kiếm hai cái luôn, mắm đường ngon. Trời ơi trời. Một chiều làm du khách giờ hết mệt luôn rồi. Không mệt lắm. Nửa miếng à, đây. Chắc nửa miếng nè. Còn nửa miếng mình bỏ nha. Chưa đánh răng. Đánh mẹ không? Ăn vô cho khùng khùng giống tôi. Chỗ này em bị khùng mà. Không có ăn ớt nha, không có dít miếng ớt vậy. Nhiễu mắm, nhiễu nước mắm. Trước rồi, trước rồi. Nhiễu rồi. Thấy chưa? Đen liếm mà cho hết rồi. Nó giấy. Lấy mẹ miếng giấy còn này. Giờ tắt máy cũng không được. Không làm gì được coi nè, ngồi cười. Nhúng miếng nước luôn con. Vì sao ăn? Thì thôi anh ăn nha. Lợi dụng cơ hội này ăn đó đã.
Thằng rồi, nhúng miếng nước. Nhúng miếng nước. Lao đỡ. Nhưng mà có phải nhúng miếng nước nữa. Mắc điện nè, thôi mình ăn. Thôi, trời, cái thằng nào cũng vác cho tôi miếng ớt hết trơn. Mọi người thấy không, ăn trao lòi cái mắt họng mà hỏng mỏ tôi đang tôi nghĩ ăn hả? Ăn cơm miếng. Thôi lấy xuống đi. Ngon thiệt á. Để cái miếng ớt xuống hầm 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 hầm. Rất ngọt. Dở cao cao lên lúc nào hả? Không biết rút mình ra là thôi. Rất là có cay. Quên, đang quay phim mà tôi làm quá. Thì ở ngoài hai chồng em đi chăng vậy luôn. Ông này kỳ cục à, ông đút cho mình á, mọi người thấy không? Ông đút ớt mà không cay, ớt hả? Ớt hiểm nó mà không cay. Cay muốn chết luôn nha. Đất nè. Nhìn nè. Tôi là cái thằng quay phim luôn á. Đất này đất đâu cay. Không, tự tôi chấm tôi ăn đi. Dạ, chấm cho. Chăm quay phim cho mẹ đi, ăn đi coi chăm ơi. Bỏ người gì đâu mà tôi nói thiệt nè, tôi nè. Nhiễu nè. Tự tôi chấm tôi ăn. Anh gửi rồi chấm. Gửi thẳng nè. Cốc này cốc Việt Nam mình đúng rồi, nó ngoài nó chua trong ngọt, nó không có lạc. Nếu tôi làm ăn mà sao giờ cô cụ cũng hắt bắt hắn quay phim, tôi ăn cái gì nó mới đã mọi người. Những mũi chấm này thì là sâu vô quạt nha mấy cái cùi á. Cái cùi để cho mấy người bị ho á, người ta cột con dây rồi nên cái cùi nó chín nó ngọt ở trong, rồi người ta kéo trở ra là nó kéo đàm ra là hết. Ăn rồi nghỉ ăn luôn. Mọi nghĩ coi sao ăn nó vậy, ăn uống gì nữa. Nhà ăn cốc thì cái hộp để chị đàm chị ho. Lúc mới gặp tôi ông đâu có không vậy. Lúc mới gặp tôi chỗ nói chuyện nghe hiền thục lắm, cũng giả nai với tôi giả nai. Người ta dạy cho ăn cốc rồi để chị ho lấy hộp chị ho luôn mà khiếu nại nữa. Bây giờ cứ coi bằng độ hả? Tại tiếng quá, nhiều năm sống với em tiếng quá chứ có lộ gì đâu. Xưa là mặt làm con cù non, mà giờ là con cáo hả? Có phần cơ nữa, cổ bị lớn. Ok, để hộp để dành nó mốt con có ho nè, anh chị ho. Mọi người phải chấm nè. Quệt rồi, nó quệt. Nghe không? Nước mắm nhỉ đàng hoàng á. Mắm nhỉ. Xin lỗi đã làm mọi người chảy nước miếng. Không biết cái xanh nó chua kinh khủng quá. Mà chấm mắm đường nó tè. Không phải keo đâu mọi người. Keo. Chấm nó hơi ăn gì kỳ cục. Trái cây mà ăn với nước mắm. Mà nó không biết mẹ nó từ nhỏ đến lớn sống nhờ nước mắm. Đẹp là nhờ nước mắm á. Trái này ngọt. Giòn hả? Coi tôi xong. Thế ăn không có cốc. Nó lấy táo xanh. Ăn không có táo xanh. Chạy ra mua trái đào á, còn sống nha. Chấm ăn. Trời ơi, Mỹ. Nó bán táo xanh á. Gọt mỏng ra. Về ăn gì cho tôi. Táo xanh chấm mắm đường cũng ngon lắm á. Ngon lắm, nhưng mà không có cấp. Với mọi tình huống mình phải xoay chuyển mọi người. Đừng ngồi đó chửi người tâm ác đâu. Trời ơi, bắt một chồng đi mua. Có ai ở Việt Nam chạy ra cây cốc rung liền. Ai ở chợ thì chạy ra mua liền ký cốc. Ngược mùi phim. Chăm lấy phân cho ba Hứng nước miếng đi con. Con lấy cái ly ba Hứng cũng được. Lấy cái ly cho ba Hứng đi. Chứ cái chén không đủ à. Tính đi thiệt. Đứng dậy sẽ ăn đi. Tính đi thiệt. Ba con thèm á. Chảy nước miếng á. Lòng thòng á. Ủa mọi người. Hứa. Kể cho mọi người nghe. Quay đường cát hả?
cát nước mắm nguyên chất. Có sao đâu, hai chồng mình có chén nước mắm. Đây để kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Phải hứa kể mà không kể mọi người mất công, mọi người thắc mắc. Rồi cái vụ chuyện trái gừng. Trái gừng, trái gừng thì bình thường ấy. Tôi đang làm neo đẳng. Có gì đâu kể. Trái tôi đang làm neo đẳng. Không biết. Ông gọi lại tôi. Ông nói về cảnh sát kêu ông phải về nhà guộn đồ đi. Tôi đang làm neo cho khách, tôi điện cancel. Ô trời, nhà tao bây giờ nó lọt vô vùng cấm rồi. Trời ơi, nhà tao bây giờ phải cháy rồi. Ui trời ơi, đăng lên Facebook đủ thứ hết trơn mọi người thấy ha. Tôi cũng lính quýnh hết trơn, tôi đăng lên bạn bè thằng thì điện chia buồn. Thôi quay mặt tôi nè, đừng quay miếng cốc. Đó. À, cái có sức. Cái khúc nào tới khúc. Bạn bè tôi đăng lên group. Ôi Tâm chỗ có sao không? Ôi Tâm em có sao? Cẩn thận nghe. Dạ. Sao của em cần tới nhà em hay sao? Dạ em không biết nữa, nhưng mà cảnh sát nó lợi nó kêu nhà em rồi chị ơi. Giờ em phải về. Rồi cẩn thận nghe em. Trời ơi em ơi, mạng người là trên hết đủ thứ. Còn đứa thì điện bạn thằng điện. Ôi trời ơi, bà Tâm bà có sao không? Cái gì? Bà có sao không? Tôi nói không, đang ở tiệm. Trời ơi, giờ này mà bà còn ở tiệm á, lẹ về nhà đi. Dễ lẹ về nhà mà có bao nhiêu tiền mặt, bao nhiêu ấy bà bỏ hết vô giỏ cho tôi lẹ lẹ. Tôi nói, ủa bà điện qua bà chỉ nói bấy nhiêu đó thôi hả? Bạn bè bà không lo sinh mạng. Bạn bà mà bà chỉ qua bà nhắc có nhiêu đó hả? Lẹ lẹ bà về chưa? Bà còn ở đó trời ơi là trời. Bà về bà bỏ tiền, bỏ roulette của bà vô trong giỏ lẹ lên rồi quẩy đi. Nói ủa bà Lam, từ nỡ lòng nào bà gọi bà không lo cho tôi gì hết mà bà chỉ lo tiền thôi. Bà cười, bà còn nói một câu, cái chỗ tôi sợ bà quên, bà quýnh quá rồi, bà quên ba cái hộp sòn với ba cái golet nữa, tôi đâu có đâu. Tôi đâu có như bà đem tôi gửi kép sắt ở của nhà băng hết rồi. Trời ơi là trời, xong, ha, lính quýnh, chạy về nhà. Người nhà thì mọi thứ đã dọn đâu mất hết rồi, không còn gì hết. Đây, người đó dọn kìa, người ngồi bên đó đó, ăn trái cốc với muối ớt chứ, muối tôm chứ. Chứ không có ăn nước mắm. Ăn với muối chứ không có ăn nước mắm. Chết rồi mọi người. Về mọi người thấy mọi người chào đờm, mọi người chào máu luôn. Chuyện gì? Xong nó hỏi anh ơi, em có mớ con heo của em nhát chổng chắc được vài ba ngàn gì đó để đi về Việt Nam. Đâu rồi anh? Không biết nữa, trong mấy cái giỏ sách anh hút đại anh bỏ anh đó đó. Ừ, cũng được đi. Rồi sao cái đồng hồ Rolex em mới lấy ra đeo thử. Đâu rồi anh? Không biết nữa, trong cái giỏ khác nữa. Tôi nói chồng mỗi một giỏ ông dục đại dục thí, nói chung là đại khái là ông hốt dục ai dục chăm chăm ai dục đây có người đây nè. Người đó nhìn vô khác, ông biết ai dục. Để tôi mét mọi người. Xong rồi tôi không biết là nhẫn của tôi nằm đâu và dây chuyền tôi nằm đâu, bông tôi nằm đâu. Nói chung là tôi không biết là tài sản tôi nằm đâu luôn. Đại khái là vậy. Xong cái mình đi tới cái tiệm, đi tới cái dọn đi, thúc lên lợi nghe bắt đầu đi tới nhà cái nhà mới đó. Xong. Nó dở cái giỏ ra. Kiếm thấy mẹ luôn. Không ra tại vì mỗi giỏ mỗi món. Không nói về đi. Cứ đăng lên Facebook tản. Tôi thấy nè, trời ơi mọi người ơi, mình đã đến nơi an toàn. Facebook mà xạo. Đăng lên cho mọi người biết Facebook mà ảo mà. Mọi người ơi, tôi đã đến nơi an toàn rồi. Nhà tôi nhà không biết sao nữa. Cái tự nhiên con khách ở đâu bấm tản vô liền. Mày ở đâu? Nói ừ thì ở Thilamook ở chỗ đó 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 vậy đó, bấm địa chỉ cho nó. Xong nó nói, ủa tao làm ở trong đó. Tao đang làm sở trong sở cảnh sát mà tao cũng biết nữa là ở chỗ đó nó đâu có vô level gì đâu. Cái mình nói chết cha, mày có coi lộn không? Nó nói thiệt. Nó nói ai nói cho mày biết? Cái mình nói cảnh sát nói với chồng tao. Cái nó nói thiệt không? Nói thiệt, cảnh sát lại gõ cửa nhà tao nói với tao là dọn đồ đi. Cái nó nói vậy là cảnh sát giả rồi. Cái mình nghi liền. Làm gì có cảnh sát giả? Gõ gàng chồng mình nó nói là cảnh sát mà cảnh sát nó đang đóng ở đằng kia nữa. Cái mình mới chạy lại. Cái mình chạy ra mới hỏi ông cái ông lùn này, cái ông đang quay phim. Hỏi thiệt ông nghe ông lùng, cảnh sát lại gõ nhà mình hay là ông lợi lần kia ông tự ông lết thay ông lợi lần kia ông hỏi tao luôn. Thế là nó đứng góc đường thì bước qua hỏi thôi. Bà mẹ này đi lết thay là hỏi người ta. Thì hỏi người ta là bộ. Trái người ta trái như vậy đó, trong kia trái vậy, trong kia trái vậy. Tao có cần gì ship đồ thì đương nhiên cảnh sát nó nếu mày sợ thì mày thôi mày về ship đồ đi, chừng nào có cái tụi tao báo mày cái mày đi cho nó lẹ, khỏi cần phải lụp chụp. Đó mọi người thấy chưa? Tự bà tám tà lại hỏi người ta. Có không có, có ở dưới là dưới đường dưới người ta cũng dọn xe cho người đó. Mỹ thì nó sợ nó chối. Anh cũng sống gần Mỹ mà. Bà mẹ đi lết cái thì bà đích bà tám rồi đặng là tôi kia leo lên kia hỏi người ta. Giống như mà tôi cái video mới vừa đăng lên đó là tôi lại tôi hỏi cảnh sát đó, đi chạy lại hỏi người ta vậy đó.
bé ơi cứ nể tao ok không này kia. Xong chưa hết rồi mọi người nha, cái đó không là không có nói gì đâu. Đi về mọi người còn chào đờm với ông một lần nữa. Thấy đi vô ha, đồ đạc thì ổng bỏ tùm lum hết trơn. Ổng ơi một đống đồ lùng của ổng gì nè, đúng không? Hết nguyên một xào đồ của ổng luôn. Đồ tôi ổng lấy có một cái áo một. Đồ ổng ổng lấy, tôi nói kiếm đôi dép thôi. Hỏi sao kỳ anh? Trời ơi, đồ lùng kiếm ở đâu ra? Bây giờ mà lỡ nó cháy hết rồi đồ đó anh mặc ba cái đồ của ông Mỹ đi phùng phình vậy sao được? Giác nguyên đống đồ lùng. Rồi, nghĩ đồ cao vậy kiếm đồ lùng sao kiếm? Đem nguyên một xào đồ của ổng luôn. Tại sao ổng không lo mà ổng đem nguyên một xào đồ của ổng luôn. Mọi chầm, người có tức không? Nó có tính mà nó hơi đồ tức mà tôi ăn tóc không nổi luôn. Có ai trên đời có ai mà thấy gì không? Em không nổi mà coi kìa. Cái một dĩa đầy bây giờ còn nhiêu đó là ăn không nổi. Chăm ông giác nguyên đống đồ, ông chồng lên cái bóng mặt ổng kìa. Ông đi khệ nệ. Thấy đống đồ ông đâu thấy anh đâu. Đó, trời trời, ông đem một bộ thôi anh ơi, anh em giữ à. Trời trời em ơi em. Ờ, hả, đồ của tôi đâu phải dễ kiếm mua đồ anh là đồ người lùng ở đâu ra? Đâu ra được, ở đây mình sao kiếm ra được, vô đồ nít hả? Mọi người thấy chưa, thấy em thấy nản. Gớt nước mắt. Tiền bạc ổng không lo, vàng bạc ổng không lo, giấy tiền nhà cửa ổng không lo. Rồi còn cái nữa, trên đường đi về mà ở đằng tiệm về lẹ, hỏi gì ạ? Lẹ, anh đem khủng long của anh đi. Tôi nói, ủa khủng long gì anh? Khủng long á, con khai lát đen của anh. Khánh thần hơn, trời. Em đi phải chi còn thiếu anh để cho nó cháy luôn rồi. Chả phê ốp, đem nó đi anh ơi. Em ơi, giác con khủng long đem ra ngoài nhà ngoài kia. Đó là chết khủng long anh ạ. À. Khủng long anh nó bị thui à. Quái thú của người ta bỏ nhà. Quái thú. Bị thui nha, ta phải chở đi, cầm quái thú đi. Trời ơi trời. Cái gì vậy? Đã lửa nó 8 cái là rồi. Quái thú của tôi bị thiêu. Không nhận thiệt. Tôi nói thiệt với mọi người không bao giờ có một người chồng được như tôi đâu. Tôi bảo đảm với mọi người luôn. Trên đời này không bao giờ có. Hàng hiếm mà. Hàng hiếm, hàng độc. Cả cái nhà mà ơ nguyên đống đồ, quần áo của ổng không. Tiền bạc không cần thiết. Rolex không cần thiết. Tiền gửi nhà băng hết rồi. Con hẹn có mấy ngàn đâu có lo. Tôi thiệt tức chết luôn. Cái đồ muốn được tiền thì có, và đồ muốn đó được đó. Bởi vậy đúng rồi, mấy ăn lùng có tiền mua đồ cũng không được. Phải order special không? Dĩ nhiên rồi. Còn nếu mà muốn mua ổng mặc được thì ổng vô phải vô mấy đứa mà đồ của nít. Thôi nói chung mọi người không muốn nói nữa. Thôi để tôi ăn cóc đi mà. Nó cừ, còn khai nữa. Cừ cũng gì mà cừ. Thôi giờ thiệt thế giới này. Muốn cười tôi nhiêu cười. Tôi cứ ngồi ăn cắp thôi hả? Muốn cười tôi nhiêu cười đi mọi người. Tôi buồn tôi ăn cắp cho đỡ buồn. Rồi. Trái nhà không sợ. Nhà mặt triệu đô không sợ. Sợ trái nguyên đóng đồ. Hoàn có ai giống vậy không? Có đó quan trọng nhất. Trời trời. Hàng của ai thiệt lụm về đi. Chị gì á, chị về trước em á, mà lấy ảnh á, đem về giùm em đi chị. Trời ơi trời, lụm đúng hàng luôn. Thôi, sợ không như đủ à. Cũng sắp hết vậy cốc. Nói chung là còn nhiều chuyện. À mà lên nói sao mình chồng không? Bó tài không dữ lắm. Bó chân mọi người không biết rồi. Thôi. Còn nữa bó chân luôn chứ đừng nói gì bó tài. Thôi mọi người ơi, em mệt lắm rồi. Thôi. Cảm ơn mọi người đã nghe cái tin tức mà ông Lùng hay đồ. Ta nói mà hàng có 102 trên cổ đời này. Hàng quý đó. Hàng quý hiếm. Em nói rồi em may mắn lắm. Thôi may mắn nhiều đủ rồi. Thôi bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye.